Year. Interviewer. World. Minute. Celebration. Celebrate. Each. Decorate. Fireworks. Gathering. Lucky. Year. Unit 6. Our Tet Holiday. Page 58. Getting started. Activity 1. Listen and read. Welcome back to Around the World in 30 Minutes. Thanks again, Sananta, for telling us about New Year celebrations in Thailand. Next, we have Phong from Vietnam. Hi, Phong. Hi. Your New Year is called Tet, isn't it? That's right. The Vietnamese celebrate Tet at different times each year, don't they? Yes. This year we will celebrate Tet at the end of January. What should people do to celebrate Tet? A lot. It's the busiest time of the year. What, for example? You should make your house look beautiful at Tet, so you should clean and decorate it. You should also buy flowers and plants, but you shouldn't buy fireworks. Do you travel during Tet? Not often. Tet is a time for family gatherings. Yes, and do you eat a lot? Yes. Eating great food is the best thing about Tet. Oh, and getting lucky money. Great. Thank you, Phong. Coming up, we have Yumiko from Japan. Chúc mừng năm mới. Người phỏng vấn, chào mừng bạn quay trở lại vòng quanh thế giới trong 30 phút. Cảm ơn một lần nữa Sunanta đã nói với chúng tôi về lễ đón năm mới ở Thái Lan. Tiếp theo chúng ta có Phong từ Việt Nam. Chào, Phong. Phong, chào. Người phỏng vấn, năm mới của các bạn được gọi là Tết, phải không? Phong, đúng vậy. Người phỏng vấn, người Việt ăn Tết vào những thời điểm khác nhau mỗi năm. Phải không? Phong, vâng. Năm nay, chúng tôi sẽ ăn Tết vào cuối tháng 1. Người phỏng vấn, mọi người nên làm gì để chuẩn bị cho dịp Tết? Phong, rất nhiều thứ. Đó là thời gian bận rộn nhất trong năm. Người phỏng vấn, là những hoạt động gì vậy? Bạn cho ví dụ được không? Phong, bạn nên làm cho ngôi nhà của bạn trông thật đẹp vào dịp Tết, vì vậy bạn nên dọn dẹp và trang trí nó. Bạn cũng nên mua hoa và cây, nhưng bạn không nên mua pháo hoa. Người phỏng vấn, bạn có đi du lịch trong dịp Tết không? Phong, không thường xuyên lắm, Tết là thời gian cho những buổi họp mặt gia đình. Người phỏng vấn, đúng rồi, và, bạn có ăn nhiều thức ăn không? Phong, có chứ, ăn thức ăn ngon là điều tuyệt vời nhất trong dịp Tết, và nhận được tiền may mắn ha ha. Tuyệt quá. Cảm ơn bạn. Phong, sau đây, chúng ta có Yumiko đến từ Nhật Bản.